Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thông tin đối ngoại của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, với vai trò là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức thành viên, trong đó có Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Thanh Hóa, đã hoạt động tích cực và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc, góp phần xây dựng lòng tin và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân Thanh Hóa với bạn bè quốc tế. Các hoạt động của hội đã đóng góp tích cực vào tổng thể công tác đối ngoại của tỉnh Thanh Hóa và là nhịp cầu quan trọng thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia. Năm 1977, trước những đợt tấn công trên quy mô lớn của quân Khmer Đỏ dọc khu vực biên giới Tây Nam, thực hiện chủ trương của Đảng tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, Thiếu tá Tống Thanh Hải cùng cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân Vũ trang tỉnh Tây Ninh, nay là Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, trực tiếp tham gia các chiến dịch tấn công quân Khmer Đỏ trên tuyến biên giới Tây Ninh, với sự ủng hộ, hỗ trợ của bộ đội tình nguyện và nhân dân Việt Nam. Ngày 7 tháng 1 năm 1979, lực lượng quân đội của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia đã lãnh đạo nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng do Pol Pot cầm đầu. Tháng 4 năm 1979, đơn vị của Thiếu tá Tống Thanh Hải cùng với các đơn vị khác của Việt Nam tiếp tục sang giúp Campuchia xây dựng hồi sinh đất nước từ một cánh đồng chết. Đã 45 năm trôi qua, nhưng ông Hải vẫn chưa thể nào quên cảnh tượng hoang tàn, đổ nát, tang thương của đất nước Chùa Tháp lúc bấy giờ. Trong cái điều kiện là mới giải phóng cho nên dân dân còn rất khó khăn, bộ đội chúng tôi, đơn vị chúng tôi đã phải nhường từng bánh xà bông, đấy, từng mẫu thuốc, rồi gói thuốc, rồi kể cả thuốc chữa bệnh để cho người dân. Cái thứ hai là bộ đội Việt Nam, đơn vị của chúng tôi đã trực tiếp là hướng dẫn nhân dân cày làm nương để sản xuất ra lương thực, ngô, lúa. Từ đó là nhân dân rất tin tưởng và thống nhất này với bộ đội Việt Nam là bộ đội đã sang giải phóng nhân dân Campuchia và đã giúp đỡ nhân dân Campuchia làm ăn trong cuộc sống. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, hàng nghìn người con Thanh Hóa đã lên đường vượt qua mọi khó khăn gian khổ, chiến đấu bằng tinh thần quả cảm. Trong số đó, nhiều người đã mãi mãi nằm xuống khi tuổi đời vừa tròn 18, đôi mươi. Sự hy sinh cao cả của những người con đất Việt đã góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa hai dân tộc, hai đất nước. Khi mà đất nước nó cũng hơi ổn định rồi, thì bọn tôi được đặt những cái căn cứ, lúc bây giờ bọn tôi đã là cán bộ đội, cán bộ tiểu đoàn. Đó, thì đối với ở trong dân, ăn với dân, nhưng hầu như Tết nhất là dân bao giờ cũng vào ăn với bộ đội. Nó là một cái tình cảm ở với dân, vào dân mà hỏi cái gì là dân ủng hộ nó. Mượn xe bò để dân, nhờ dân đi chuyển tải gạo, dân giúp ngay. Cần bao nhiêu thì bao giờ dân, một cái tình cảm vô cùng sâu đậm. Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Thanh Hóa thành lập ngày 9 tháng 6 năm 2014 là nơi sinh hoạt giao lưu của các cựu quân nhân tình nguyện, cựu chuyên gia đã từng công tác chiến đấu trên chiến trường Campuchia. Hiện nay, hội có trên 5.000 hội viên đang sinh hoạt hội tại 6 chi hội trực thuộc. Là một thành viên tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa, hoạt động trên lĩnh vực đối ngoại nhân dân với Campuchia. Thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, bảo vệ, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước, đồng thời tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề, xuất bản các ấn phẩm sách, hồi ký về quan hệ tốt đẹp giữa quân đội nhân dân hai nước. Cùng với đó, hội cũng tích cực xây dựng tổ chức và phát triển hội viên, mở rộng các hình thức tập hợp, thu hút hội viên. Qua khảo sát, huyện Thọ Xuân có gần 1.500 các cựu chiến binh đã từng chiến đấu công tác ở Campuchia, hiện còn ở các trong 30 đơn vị thị trấn trong huyện. Trong năm 2024 thì chúng tôi cố gắng đang được đặt ra mục tiêu là tổ chức được 9 đến 10
các chi hội và hội viên sẽ từ 200 đến 300 người. Thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan nước bạn, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước bạn tổ chức nhiều đoàn cựu quân tình nguyện tìm kiếm đưa 54 hải cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia về nước. Ngoài ra, các hội cựu quân nhân tình nguyện, ban liên lạc tình nguyện các huyện, đơn vị cũng tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức ủng hộ, quyên góp xây nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình thương binh khó khăn, tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình thăm hỏi, động viên, giúp hội viên khó khăn, đặc biệt hội luôn giữ được mối đoàn kết nội bộ, cùng giúp đỡ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của hội viên. Tôi tham gia Hữu nghị Việt Nam Campuchia từ năm 14. Hôm nay về là hội nghị là chúng tôi tham gia gặp gỡ nhau để ôn lại chiến sự xưa. Khi tham gia thì tôi cũng được đi khắp đất nước để những cái hội viên để cùng tham gia với chúng tôi để học hỏi các thứ để làm ăn kinh tế trong cuộc sống mà nay cũng đã thành công. Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Thanh Hóa thường xuyên tổ chức các chuyến thăm chiến trường xưa cho các cựu quân nhân tình nguyện, cựu chuyên gia. Tiêu biểu như trong năm 2022, nhân năm Hữu nghị Việt Nam Campuchia và kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trở lại thăm chiến trường xưa cho gần 20 hội viên. Hay trong năm 2023, hội đã tổ chức được 3 đoàn đi sang thăm lại đất nước Campuchia. Sau hàng chục năm trở lại mảnh đất đầy ắp nghĩa tình sâu nặng của quân dân đất nước Chùa Tháp, được chứng kiến đất nước Campuchia với bao sự thay đổi và phát triển. Cùng đó là niềm vui và tự hào của những người lính tình nguyện Việt Nam. Sau 45 năm quay trở lại, chứng kiến tận mắt cái cảnh đổi thay cuộc sống của nhân dân Campuchia, đường xá đông đúc, phố xá thì khang trang, đồng ruộng thì phì nhiêu, màu mỡ. Bà con thấy chúng tôi đi rất là phấn khởi. Chúng tôi thấy thật sự vui mừng và xúc động vì bạn vẫn nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, nhớ đến những năm tháng hy sinh gian khổ của chúng tôi và tất cả chúng tôi đều vui mừng và hòa vang trong điệu múa Apsara tươi đẹp. Rất vinh dự là được gặp lại người dân Campuchia, là họ gặp bộ đội Việt Nam sang thăm lại chiến trường Campuchia, là họ tay bắt mặt mừng, coi như là mời bọn tôi vào nhà uống nước và coi như là mời nước chúng tôi rất tình nghĩa, đầm thắm như hữu nghị. Tôi cũng phấn khởi về và tự hào về những việc bọn tôi đã làm và tham gia quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu và công tác ở Campuchia. Những kết quả đạt được của Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và công tác đối ngoại nhân dân chung của tỉnh, đồng thời quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh đất và người xứ Thanh đến với nhân dân Campuchia và bạn bè quốc tế, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ và anh lính tình nguyện, đội quân nhà Phật mà nhân dân Campuchia đã đặt tên. Năm nay chúng ta kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Thanh Hóa và 50 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia. Đấy, cho nên là có cái hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước. Cái này do Trung ương hội tổ chức thì Thanh Hóa sẽ lựa chọn và sẽ đăng ký các cái hoạt động trong cái cuộc gặp gỡ cho nhân dân của hai nước, phối hợp với Trung ương hội để đón các cháu lưu học sinh là người Campuchia hiện nay đang học tập ở các cái trường đại học tại Việt Nam về thăm quê hương Thanh Hóa. Với truyền thống đoàn kết năng động sáng tạo trong suốt 10 năm qua, các hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Thanh Hóa đã đóng góp tích cực vào tổng thể công tác đối ngoại của tỉnh Thanh Hóa và là nhịp cầu quan trọng thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân Thanh Hóa và nhân dân Campuchia. Đấy sẽ là cơ sở, tiền đề để công tác hội tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa, đặc biệt là trong hoạt động hợp tác, giao lưu với đối tác Campuchia. Qua đó góp phần vun đắp phát huy mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam Campuchia ngày càng phát triển. Chuyên mục thông tin đối ngoại hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.